Tiêu chí của em về một người bạn đời là như thế nào? Nôm na là giống như cái đồng hồ cát đó, hình ra từ xong rồi thắt lại hình ra. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên ngày hôm nay bước ra phía trước. Chào em tên gì? Chào chị, em tên là Đỗ Thị Thu Hương. Đỗ Thị Thu Hương? Dạ. Em 23 rồi chị. 23 ha, còn quá trẻ ha. Hương đang làm gì? Em học luật. Tốt nghiệp luật hả? Dạ. Dạ, tốt nghiệp luật là nói chuyện chắc là luật dữ lắm nè. Xinh lắm xem nha, xinh lắm để nha. Để xem ơi, chàng trai chúng ta đến từ đâu, tên là gì, làm nghề gì. Xin mời. Trời. Quá dữ. Ô, trời ơi, quá hay, chào cổ điển. Mời bạn ngồi. Dạ. Một cách xuất hiện rất là ấn tượng. Bạn tên gì? Dạ, em tên Cao Xuân Cang. Năm nay em 27 tuổi. Làm bên hoạt hình 3D và game. À, tức là làm về kỹ thuật đúng không? Vừa kỹ thuật mà vừa nghệ thuật. Kỹ thuật luôn, đúng rồi. Cái này là tôi thích là làm 3D ha. Bên đây rất đẹp trai nha, tóc quăng quăng, dễ thương lắm nha. Trời, bên đây ta cũng đẹp gái lắm đó nha. À, Hương nè. Dạ. Nhưng mà em xinh như vậy đi học rồi, không sinh thời sinh viên mình mà không lẽ không có bạn trai? À, nói ra thì xấu hổ. Có gì đâu. Xấu hổ, có gì đâu xấu hổ. Có gì đâu xấu hổ. Tại vì cái số không biết ăn ở sao mà cứ quen bạn trai rồi cứ toàn gặp người có vợ. Toàn gặp người có vợ không? Dạ đúng rồi chị. Mà mình không biết người ta có vợ rồi mình quen, hay là mình quen rồi rồi mình mới biết là người đúng ta có rồi vợ. Giấu giếm kỹ lắm, xong cái quen khoảng 1 tháng 2 tháng cái là biết ra là có vợ. Nhưng mà rồi sau một thời gian, tại sao em biết là người ta có vợ, em phát hiện hay là người ta tự thú? Cũng nhiều lần lắm, có khi là có người thì là vợ phát hiện xong rồi nhắn tin cho em. Trời. Còn có người thì em nghe mọi người trong cơ quan của cái người đó nói. Rồi nói chung là cũng nhiều tình huống mà ít ra cũng 6 cặp, 6 người vậy. 6 người như vậy? Trời ơi, kỷ lục. Cái gì vậy trời? Nhưng mà sao kỳ cục vậy em? Sao mà bị người ta bị một lần người ta đã sợ rồi mà em bị tới 6 lần là chị không tại, hiểu luôn. Tại cái nhược điểm của em là dễ tin người, ai nói gì em cũng tin. Ờ, cho nên bữa nay là sợ quá đến chương trình để dạ, nhờ chương rồi, trình kiểm tra trước giùm á, phải không? Chờ anh chút xíu. Ăn luôn. À, kiểm tra chờ anh chút xíu nha. Giùm em cho kỹ nhanh lên. Đây nghi lắm mà. Kiểm đi, kiểm đi. Em nhìn hiền. 27 tuổi coi chừng rồi nha. Tới tham gia chương trình có nộp giấy độc thân chưa? Dạ có anh. Có phải không? Chứng minh hàng chưa bóc tem luôn anh. Bán tủ. Chắc chắn chưa vợ phải không? Chắc chắn chưa vợ chưa? Dạ chắc anh. Thề tôi đi. Dạ em thề. Rất là dễ thương ha. Bây giờ bạn nghe bên kia, bạn thấy bạn có giống bên kia không? Cũng giống giống, gần gần giống vậy. Gần giống là sao? Tức là bạn đã cũng yêu người đã có vợ. Ê quên. Không phải, em yêu người em đã yêu có chồng. Một cái người mà quen tìm hiểu thì mới biết là một thời gian em biết là người ta có bồ rồi. Có bồ sao mà có quen người nào có vợ chứ? Ý có chồng chưa? Chưa anh. Chưa đúng không? Vậy là không bi kịch bằng bên kia. 27 tuổi, mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình nữa. Dạ lúc đầu thì em quen một cái bạn mà ở chung công ty. Nhưng mà cái phát hiện ra là cổ là có bồ rồi. Xong cái em nói thôi giờ mình quen, mới quen một cái cô hàng xóm. Chứ làm ăn gì? Làm ăn gì? Chỉ quen để có người dẫn đi xem phim rồi uống cà phê. Quen 2 năm rồi, bây giờ cô ấy nói 10 năm nữa mới lấy chồng. À. Mà không đợi được. Đây là tham gia chương trình. Bây giờ để tôi hỏi cái vụ này nè. À, Hương nè. Dạ. À, chị thấy em rất là, bề ngoài của em rất là xinh. Mà chị nhìn á, cái từ chung á là nhìn em rất là hiền. Dạ. Em tự nhận xét về bản thân mình đi là em là người như thế nào? Mọi người đánh giá là em ngoan. Ngoan. Ngoan, hiền, được lòng người lớn chị. Với lại em có cái ưu điểm là em giỏi chịu đựng á. Giống như người ta chửi mà mặt em cũng cười. Trời đó. Trời đất ơi. Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Nhưng mà chị nghĩ ai đâu mà nỡ chửi em. Em xinh như vậy mà ai mà chửi. Bên kia cái cá tính cũng lạ lắm không? Đúng rồi. Bên đây cá tính cũng hơi lạ. Dạ. Tiêu chí của em về một người bạn đời là như thế nào? Về ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn thôi. Em không đòi hỏi gì nhiều. Có 3 vòng cân đối. Trời ơi. Hay. Không có đòi hỏi gì nhiều hết trơn. Không có đòi hỏi nhiều. Cân đối là sao? 8 mấy đều hết hả? Không,
nôm na là giống như cái đồng hồ cát đó, nó phình ra từ xong rồi thắt lại là phình ra. Trời ơi, tiêu chí phình ra, khép lại, phình ra. À, bây giờ nếu để cho em được chọn lựa một người đàn ông của riêng mình thì em mong muốn người đàn ông của em sẽ là người như thế nào? Dạ em thích một người không còn đẹp trai đâu, da ngâm cũng được, nhìn khỏe mạnh. À, nhưng mà nhất là đừng có mập bụng. Đừng có mập cái bụng. Dạ đúng rồi. Nhìn với lại không hút thuốc. Em rất là ghét hút thuốc. Hồi gì uống mùi thuốc lắm. À. Dạ. Còn thuốc không? Dạ không anh. Thuốc thì em không hút, nhưng mà em uống bia cho nên có bụng. Cũng hay mập đúng không? Chủ yếu là người phải hoàn toàn. Anh nghe cô này anh muốn qua nhìn qua tức quá chứ. Anh nào quay mặt tôi coi cái cô đó nha. Tôi nói thiệt cô đó nha. Cô là cái người mà tôi ghét mà tôi thấy không ai là thương cô. Có cô làm ăn gì coi được. Cô chửi bây giờ cười thiệt. Mình thử chửi, mình chửi cười thiệt. Ủa ai chửi cũng cười vậy đó hả? Dạ. Cái nhược điểm của em là vậy đó hả? Em nghĩ ưu điểm đó chứ. À ưu điểm á hả? Dạ đúng rồi. Nửa chồng chửi cũng cười. Hên xui à, lúc đó đổi tánh sao được. Trời dễ thương nha. Dễ thương không? Có, dễ thương. Vậy hả anh? Bất ngờ nha. Dễ thương lắm em. Để chị coi có bụng bự không nghe không? Dễ giùm em đi chị. Sao nhìn đi. Hóp vô đi ông. Có hút thuốc không? Dạ không luôn. Em là chuẩn men mà. Tóc quăng này khôn lắm luôn. Được, được, được. Gọn, mình phọt, mình dây. Bây giờ nè, hai người sẽ gặp nhau ha. Mở màn lên cái em giống như lần đầu xuất hiện giùm anh cái tạo ấn tượng đi. Cặp này xứng đôi đó, cặp này xứng đôi à. Xuất hiện làm đóng y nhảy hơn nữa nha. Làm gì vậy? Chuẩn bị, màn kéo lên. Một sự xuất hiện gây ấn tượng. Vụ gì? Anh đếm 2, 3 là làm luôn. 3, 2, 1, action. Vô. Cái gì vậy? Sao? Anh muốn tặng em một ca khúc thay lời muốn nói của anh. Hay là mình hãy cứ bất chấp hết yêu đúng nhau vậy đi em. Hay để cho chắn em muốn nghe tim nói gì. Rồi nói cho anh nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 4 em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có em hay để anh hôn em luôn đi. Hỏi nhỏ nha, hỏi nhỏ này, sáng uống thuốc chưa? Mình hai liều à? Hai liều mà, hai liều luôn. Gan quá, gan quá. Rồi, ấn tượng ban đầu, 2 phút. 2 phút. Tiếp theo bắt đầu. Chào anh. Chào em. Dạ. À, em muốn hỏi anh một điều duy nhất thôi, là nếu như mà có thành đôi á, thì sau chương trình này á, anh có đồng ý là dắt em về gia đình để ra mắt gia đình không? Ngay và liền. Ok, ngay lập tức. Anh mới gặp em là anh có cái ấn tượng gì đó rất là quen, gần gũi. Thì em tính em thì cũng hiền thiệt, nhưng mà nhiều khi nó cũng điên điên lắm, em cũng không biết được. Anh thì cũng vậy thôi. Tùy cơ ứng biến, nhiều lúc mà gặp những cái chuyện mà cần phải ganh thì mình cũng ganh lên. Giống như vừa rồi anh cũng chưa uống thuốc đủ á. Anh cũng lên cơn luôn. Dạ. Vậy là giống anh rồi đó, có cùng tần số với anh. Dạ. Dạ. Em nóng lòng muốn bấm. Hết giờ. Và bây giờ mời các bạn đặt tay ra phía sau thành ghế để chuẩn bị nhấn nút hẹn hò. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1. Từ từ thôi nha. 2. Nhìn bên kia nhìn tôi chi. Và 3. Cũng vui.
nói chung là gặp gặp bạn này về buồn buồn cũng vui. Bạn rất là vui ha, rất dễ thương. Hôm nay hai bạn hình như là đã gặp một cái tần số nào đó với nhau rồi, rất là thoải mái khi nói chuyện, và mong rằng cái sự thoải mái này chúng ta sẽ tô đậm lên nữa và hiểu nhau nhiều hơn, và mong rằng cái con đường sắp tới nó sẽ không gặp trong gai trắc trở gì nữa. Một cái khởi đầu đẹp và sẽ đi đến một cái kết thúc rất là đẹp. Chúng ta hãy ôm nhau, nắm tay đi, nắm tay nhau. Em nắm nhảy nữa giờ. Rồi mời. Em có hai mối tình anh Quyền Linh ạ. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. Cho nên là hai người không tìm được điểm chung. Dạ đúng. Em chia tay được mấy năm rồi? Em chia tay được 1 năm ạ. 1 năm ở không đó ha. Xin mời nhà gái. Chào cưng, để đây cưng. Chào chị. Bây giờ thì xin mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Thị Huyền, 24 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Hiện tại thì em đang là chuyên viên hoạch định tài chính của một công ty tài chính Canada. Em ở Phú Nhuận và đang làm việc ở Bình Thạnh. À, ở Phú Nhuận hả? Cũng đồng hương nữa. Này đồng hương Phú Nhuận lên ơi. Kịch Phú Nhuận hả? Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Quốc Hoàn, năm nay em 37 tuổi. Hiện em đang công tác trong ngành hàng không. Em làm gì hàng không? Nhiệm vụ cụ thể là gì? À, như em là làm nhiệm vụ cụ thể là em sẽ đầu tư trang thiết bị cho một cái sân bay, là nhà ga, thiết bị kỹ thuật trên đường băng giúp máy bay hạ cánh. Rồi, anh hiểu rồi. Em quê Nghệ An đúng không? Dạ. Ồ, bạn trai như quê ở Nghệ An luôn hả? Dạ, em cũng quê ở Nghệ An. Phải không? Tại vì thấy cái giọng á, cái giọng nói hai bạn nói tiếng địa phương mình bằng chuẩn không? Bạn gái ở huyện nào? Em ở Yên Thành của Nghệ An ạ. Yên Thành, còn bạn trai? Dạ em ở Đô Lương. À Đô Lương cũng gần mà. Gần không? Sát nhau. Đô Lương qua Yên Thành sát. Dạ gần ạ. Muốn về Đô Lương thì sẽ đi qua đất của Yên Thành. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về bản thân mình, những cái ưu khuyết điểm của mình đi em. Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng. Em là một người mà luôn hướng cho mình những cái suy nghĩ tích cực, sống thiên về gia đình. Vì thế em rất là thích nấu ăn và em cũng thích hát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái tính của em ấy khá là thẳng thắn, cho nên là những cái quyết định của mình có thể là làm cho người khác cảm thấy bị buồn, bị chạnh lòng. Cho nên là em mong muốn là thời gian tới em sẽ hoàn thiện được bản thân của mình. Bây giờ em trai cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Em là người mà rất chi là hòa đồng, rất chi là năng nổ. Còn nhược điểm thì bản thân em tự đánh giá là em nói hơi nhiều. Có một cái nữa là chưa quen là đứng trước đám đông, hồi run. Không sao, từ từ mình quen à. Hồi đó anh cũng ngồi đây anh run chết luôn, sao đó anh quen luôn à. À, từ từ rồi cũng quen thôi. Nhà gái cho biết con đường tình duyên của mình chút xíu nào. Em có hai mối tình anh Quyền Linh ạ. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Mình quen nhau được bao lâu? Em quen 1 năm. Nhưng mà thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. Cho nên là hai người không tìm được điểm chung. Dạ đúng. Em chia tay được mấy năm rồi? Em chia tay được 1 năm ạ. 1 năm ở không đó ha. Dạ. Như vậy thì cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em mong muốn sẽ là như thế nào? Có chí hướng phát triển và luôn hướng mình về gia đình. Có cần cái bề ngoài phải đẹp trai, cao to, lực lưỡng không? Gương mặt và dáng hình thì nó sẽ hài hòa là được ạ. Rồi để chị coi nha, chị coi bên này. Chào em. Dạ. Em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Chắc là cũng phải tầm được 60-70% rồi. 60-70% đúng không? Được, 70 trở lên được em. Đường tình duyên thế nào em nói cho bà mối nghe đi. Trải qua một mối tình cũng yêu nhau được 10 năm. 10 năm. Wow, 10 năm cho một mối tình rồi tại sao lại chia tay? Thực ra thì câu chuyện này nó cũng là dài, nhắc lại thì nó cũng buồn, nhưng mà nói chung thì trong quá trình đấy thì cũng phát hiện là bạn ấy có đối tượng khác rồi. À, có người thứ ba. Được rồi, anh thấy nhà trai cũng là môn đăng hộ đối, cũng đẹp trai ha. Bên tôi là cô gái này 24 tuổi, rất là xinh xắn nè. Em chào anh Quyền Linh. Trời đất ơi. Đó. Đẹp dữ trời. Đó. Chào nhà gái.
Nè, bây giờ model bèo lên ngôi nha. Bèo ít ra bèo nhiều quá. Rất là giống nhau. Đây bèo béo. Ta bèo dưới này, ta bèo trên, mắc cười quá. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Giữ. Giữ hả? Giữ. Em có giữ không? Dạ không. Không, cô này mặt này giữ sao đâu. Giữ được. Ừ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Hôm nay em đi với chị Thu, đồng nghiệp của em. À, chị đồng nghiệp đúng dạ. không? Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Cho chị hỏi Hoàng câu hỏi nghe. Vâng. Nếu như mà người vợ của mình á, mà làm cái công việc mà ví dụ như một tuần nó phải có vài ngày đi về trễ thì liệu là em có thông cảm được không? Thực ra là vợ chồng thông cảm cho nhau thôi. Cứ miễn sao là trong một tháng hoặc là hai tuần gì đấy thì mình có một hai đến ba bữa ăn cơm với nhau, thế là tốt rồi. Dạ, tuyệt vời. Thì cho chị hỏi câu hỏi thứ hai nữa được không? Dạ được, thoải mái chị. À, đối với Hoàng thì em thấy là các cái việc nhà thì em có sẵn lòng để chia sẻ cùng với vợ của mình không? À, em thì nãy em chưa tiện nói với bạn nữ bên thì em là người rất thích nấu ăn. Thì cái việc đấy em nghĩ là nếu như ai rảnh thì làm thôi. Gia đình gái thấy bên đàn trai sao nè? Bạn Hoàng rất là dễ thương, công việc cũng ổn định, phần còn lại là nhân duyên cùng với nhau thôi. Dạ, dạ, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái. Cái ấn tượng ban đầu của em thì chị là người khá sắc sảo, cũng có thiên hướng về gia đình. Hy vọng là anh sớm lập gia đình để cho bố mẹ yên tâm. Rồi, cảm ơn anh trai. Mình mở rào nhé. Mở rào đi nhá. Nào, mở rào nào. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi Hoàng. Chào anh. Tặng. Em có món quà tặng anh. Được rồi, cảm ơn em. Có một cái thiệp ở đây, thôi để em đọc thiệp ha. Ừ. Chào anh, dù lần đầu tiên hay lần gặp tiếp theo, em vẫn sẽ đứng đó mỉm cười chào đón anh. Và em nhận từ anh những bông hoa đẹp nhất. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn anh. Thực ra thì cái món quà này là nó là hình của hai người lần đầu tiên gặp nhau. Chàng trai đang cầm một bó hoa, rất là dễ thương. Đẹp quá. Và em có một chiếc vòng. Chiếc vòng này thì mọi người nhìn sẽ rất là bình thường, nhưng mà nó được khắc là chiến binh của hạnh phúc. Em hy vọng là trong cái công việc anh sẽ là một chiến binh thật dũng mãnh, nhưng mà trong cuộc sống thì anh cũng là một chiến binh của hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Em tặng anh. Tôi không biết ông có rối không nha ông Linh, chứ tôi biết Hoàng nó rối dữ lắm rồi đó. Nãy giờ là rối lắm rồi. À, còn món quà anh muốn tặng em ở đây thì anh là người rất thích thể thao. Dạ. Nên là trong không biết cái gì có em cứ mở. Anh hy vọng rằng là sau này cái món quà này anh tặng cho em là có thể sau này may mắn thì chúng ta sẽ đi đánh cầu lông thường xuyên hơn. Là đồ thể thao nha mọi người. Một bộ thể thao hả? Vâng, dạ, thể thao. Rồi, rồi. Rồi các bạn về vị trí ngồi đi. Bắt đầu là ngồi đối diện để mà đàm đạo với nhau đi cưng. Dạ. Quan niệm của em lấy chồng mà nó xa thì cái năm tới Tết á, nếu như không được về bên ngoại thì em quan niệm cái sống đấy nó như thế nào? Thực ra người ta nói là lấy chồng thì theo chồng đúng không ạ? Nhưng mà điều đấy mình sẽ dung hòa với nhau. À. Chúng ta sẽ có sự chia sẻ với nhau trong những vấn đề đấy đúng không ạ? À, theo nghĩ thì thế. Bạn trai thì cũng hơi lớn tuổi rồi, bây giờ mình đang tính khoảng bao lâu mình có thể cưới vợ được? Em muốn là tháng 3 năm sau. Tại sao lại là tháng 3 mà không phải là một tháng khác ạ? Vì mùng 3 tháng 3 là cái ngày sinh nhật. À, em cũng sinh tháng 3. Tuy nhiên thì đấy là ngày sinh nhật. Tháng 3 mình về tổ chức sinh nhật. Tháng nhật xong cái mình ăn dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Sau đó mình làm đám cưới luôn. 3 trong 1 luôn đó. Về chuyện kết hôn thì em nghĩ là mọi thứ sẽ tùy duyên. Trước đấy thì em đã nghĩ là nếu mà mọi thứ thuận lợi thì tầm 2 năm. À. Nhưng mà như em nói từ đầu là mọi thứ sẽ tùy duyên đó. À. Dạ. Về công việc của anh thì anh bây giờ là công việc của anh là cố định ở trong này luôn rồi. Dạ. Cho nên là lập nghiệp thì ở Sài Gòn, tất cả mọi thứ cũng đều ở Sài Gòn rồi. Thế nhà anh ở đâu? Nhà anh mấy tầng? Anh nói sao cho hỏi em nhà nghe mấy tầng thế? Kệ tôi bên đằng nữa, tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Cần gì phải hỏi nhà mấy tầng? Mắc cười quá, ta đẹp ta có nhà là được rồi. Dạ. Nhà tôi không có tầng nào hết mà nhà tôi tới mấy nghìn mét vuông sao? Cần gì tầng, đúng không? Thì đó, thì mình cứ hỏi vậy đó. Nhà gái thích. Mình nói cho em nghe để em biết được là cái... Nhà tôi có nhà. Thì nhà thì mấy đã... mẫu ở quê đấy. Im để cho người ta nói vơ và vớ vẩn. Em nói đi Hoàng, chị thấy em rối lắm rồi đó. Em nói đi coi nào. Không thì đúng là cũng lần đầu ngồi trước đám đông trên truyền hình nữa cho nên là hơi run. Thôi hồi nãy chị thấy em không run với anh Linh. Mở rào ra chị mới thấy em run. Máy bay em còn sửa được mà, quan trọng gì đâu mà.
Sao lại nói cho Huyền nhà, nghe nhà cửa nào? Thì em đã có và đang chắc lẽ sẽ bàn giao trong năm nay. Em thì đang mua chung cư đó. Đã thấy chưa, công nguyên cái chung cư luôn rồi đó, cho vào mối biết. Thực ra thì em mới vào Sài Gòn từ đầu năm. Trước đấy thì em có 3 năm làm việc cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nam Định. Vào đây thì công việc và mọi thứ cũng mới và em cũng đang quen dần với cuộc sống. Tuy nhiên thì em rất là thích Hồ Chí Minh, năng động, phát triển giống như con người của em vậy. Anh nói thật là khi lần đầu tiên gặp em đó, anh cứ tự tựa là Nguyễn Thị Huyền đó. Hả? Đây là Lê Thị Huyền đó. Đúng rồi. Và anh cứ nghĩ rằng anh đã gặp em ở đâu, ở trên sóng truyền hình chẳng hạn. Và anh nghĩ rằng cô này sẽ là một người có thể làm cái vị trí MC được rất là tốt. Về dáng dấp, về cách nói chuyện, về cái thần thái của em đó, anh nghĩ rằng là em làm việc này rất là tốt. Biết đâu ngày nào đó em ngồi vị trí của chị Vân, rồi ai ngồi vị trí của anh thì sao, đâu biết được. Thôi vậy thì tôi đi về luôn. Hy vọng được tương lai như anh chị. Chị chào em nha. Chào ấy, chị đi xuống luôn. Tôi cũng đi luôn mà. Cô ấy ngồi đó thì có người khác ngồi đây. Cùng. Thiệt mà, nói cuộc sống đôi khi nó phải thay đổi như thế. Nói chứ đúng á, để chị nói là con bé này sao nó... Nói chung là cô này rất là duyên dáng. Đúng, làm MC được đấy, rất là chắc. Nói chuyện rất là duyên và cô này thông minh lắm đấy. Có thể cô ấy xuất hiện công chúng rồi. Em thì ít xuất hiện. Nhưng mà không sao, nếu mà mình cố gắng thì mình cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn cô ấy luôn. Nhưng mà chị thấy ở cái người đàn ông này một cái sự rất là vững vàng. Nãy giờ mình nói chuyện qua lại mình hiểu một chút xíu về tính tình rồi. Bây giờ em tiến tới em nắm tay Huyền nhé. Em có thể hát một bài nào đó hay nói một lời nào đó chân thành từ trái tim của mình. Tôi không biết ông sao chứ tôi thấy bên nó thở hắt ra rồi. Ủa? Đó bắt tôi... đầu run, bắt sao... đầu run từ lúc run này rồi. Tôi mà ngồi vị trí này tôi cũng run, nó đừng nói chi ai. Đứng dậy đi Hoàng, mạnh mẽ lên nào. Người Nghệ An hát hay lắm. Có anh bên kế bên luôn Hoàng, đừng có lo. Đúng không, em hát nào. Hay không? Chắc chắn. Ủa? Người Nghệ An hát rất là hay. Em cảm ơn chị. Quay mặt về nhau. Em sẽ cố gắng. Ồ, từng run tay anh rất là run. Anh run lắm, chị biết mà. Về xứ Nghệ cùng anh đi. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung. Đất miền Trung khô cằn sỏi đá. Về đó rồi. Anh thương nhiều hơn nữa. Thôi em chỉ đợi. Về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa. Em hát đi Huyền. Mời chân anh. Trời bài hay quá. Em sẽ hát tặng mọi người một bài hát khác. Bài hát này thì có một thông điệp. Đấy là gửi đến cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ vững bước và vượt qua. Đấy là bài hát Sống Như Những Đóa Hoa. Đấy, MC đấy. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh, để cho lòng tôi nhẹ vương sầu lo. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, buồn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi sống bao người, để sống thành thời, sống như tôi vẫn mong. Và rồi tôi nhận ra, rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra, rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ hết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Trời ơi, Hoàng ơi, cố lên, Hoàng ơi, cố lên. Để tay vào nút bấm, chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa. Nếu cảm giác thật sự trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không rung động, chúng ta nhường nút bấm đó cho một người khác. Hãy thật sự suy nghĩ cho kỹ. 3 2 1
hết thời gian. Chúc mừng. Chúc Hoàng, mừng à, Hoàng. Vẫn còn đang ngơ Hoàng. Chúc mừng Hoàng đấy. Trời ơi, Hoàng thở hắt ra vậy đó, thương gì đâu á. Anh nghĩ rằng nếu như anh mà ngồi ở vị trí Hoàng, anh vẫn là con người như thế, vẫn bối rối trước một cô gái rất là xinh đẹp, giỏi, một cô gái rất là thông minh. Rồi bây giờ thì Hoàng ơi, coi như là bố mẹ của Huyền đang ngồi xem, bố mẹ của em nữa, em nói gì với các cụ đi. Thưa hai bác, nếu như mà hai bác không chê thì tháng 3 năm sau cho phép con được rước Huyền về dinh. Trời ơi, xin liền vậy đó hả? Thì có muốn nói gì bố mẹ mình không? Cha mẹ ơi, hôm nay con lên sóng chương trình này, hy vọng mọi người sẽ thấy là con là một cô gái chững chạc này, và cũng thể hiện trước mọi người rất là tốt. Con yêu mọi người rất nhiều và hôm nay con đã có thêm một người bạn tốt. Tuyệt vời đấy. Những cái cảm xúc nó chợt đến, và hy vọng rằng chúng ta giữ lấy những cảm xúc đó, chăm sóc những cảm xúc đó. Bây giờ là món quà cho em nè. Chương trình có một cái format cố định bất di bất dịch, có nghĩa là em sẽ được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi má của cái người mà mình đã bấm nút chọn. Đấy, em có thở hắt thì thở đi, đừng có ngất nhé. Chị nói nghiêm túc chứ không có ngất bây giờ đâu nhé. Xin phép em. Dạ. Thật tuyệt vời, nếu như một ngày nào đó các bạn thông báo chúng tôi là về Yên Thành và Đô Lương chơi nhé. Dạ. Rồi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chúc các bạn may mắn, hạnh phúc và thành công trong tất cả mọi công việc. Dạ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chúc mừng hai bạn nha. Cố lên Hoàng nha. Dạ. Nào, cố gắng lên. Hai cái nút bấm nghe cạch cạch một lúc đó, tự nhiên con tim mình nó cũng nhảy nhanh như thế. Mỗi lần như thế chúng tôi rất là vui thưa quý vị. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳ Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Tình trường của em thì từ chỉ có em có ba mối tình. Mối đầu tiên là năm lớp mấy? Dạ, mối đầu tiên là cấp 2 anh. Rồi, mấy năm? 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là lớp mấy? Rồi. Mấy năm? 1 năm. Mối thứ ba? Mối ba là năm lớp 12 anh. 12, mấy năm? 1 năm luôn. Cách 2 năm gì đó. Tôi kể từ lớp 12 tới giờ thì em vẫn chưa quen ai anh. Được. Dạ. Rồi, xin mời nhà gái. À, ngồi đây cưng. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời đây em. Bên đó có rung không vậy? Bên đây tôi rung lắm luôn rồi nè. Ôi, bên đây thấy ngon à. Không có gì rung hết, bây giờ giới thiệu về mình coi nè. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và tất cả mọi người ở khán phòng. Em tên là Phan Thị Thiên Lý, năm nay em 31 tuổi, em ở Tiền Giang. Hiện tại em đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh bên vé máy bay. Làm đại lý vé máy bay đúng không? Dạ. Tiền Giang là ở đâu vậy Lý? Dạ em ở Cai Lậy ạ. Trời ơi, sát bên anh rồi. Trời ơi, Đồng Hương. Đồng Hương luôn. Giúp chào Đồng em Hương nha. Dạ. Thiên Lý, mời chàng trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thanh Trà, năm nay em 29 tuổi. À. Quê em đến từ Long An ạ. À. Sát bệnh luôn. Em làm nhân viên kinh doanh dạ. Ta 29, dạ mình 31 có ngại không? Đâu dạ có gì đâu ngại đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói một chút về ưu khuyết điểm của mình coi nè. Dạ, em ưu điểm của em là người chịu khó ạ. À.
cũng rất là hòa đồng, vui vẻ và biết lắng nghe, độc lập về tài chính, cũng đánh đổi thanh xuân của mình để tích góp, để tạo dựng sự nghiệp, tập trung vào công việc là chính, tập trung cao vào công việc. Trời, dân Tiền Giang ai cũng giỏi trơn Vân ơi. Thì tôi có nói gì đâu, tôi biết mà anh Quyền Linh. Bây giờ mình có cái nhược điểm gì không? Dạ có, tính chất công việc em cũng hơi làm, cũng có khi khuya nên là ngủ hơi nhiều, hơi dậy trễ rồi hay quên với tin người á. Có bị giật với máy bay nhiều không? Khó, sao chưa biết hay vậy? Khó, sao chưa biết hay vậy? Thì tin người là bị giật thôi. Bên kia nói về mình đi nào. Em thì là một người rất là vui vẻ, dễ đồng cảm với những người bạn của mình. Hơi dở của em là đôi khi em hơi nóng tính một chút xíu. Ai mà nói xấu về gia đình em đi, mà nói xấu trước mặt em thì nếu mà em nghe đó là em sẽ nóng, là em sẽ nóng và em cự, có nghĩa là lớn tiếng lại ở giờ đó liền. Nói xấu gia đình mình ai cũng nóng. Còn nói chung mà cái việc nóng tính đó thì sau này khi em làm cái nghề của em là nhân viên kinh doanh á, sau này thì em bớt nóng tính rồi. Tại vì đó, đi làm cái nghề của em thì trước tiên là khách hàng phải luôn luôn đúng trước cái đã. Tình yêu sao rồi? Tình trường của em thì từ chỉ có em có ba mối tình của thời học đi học anh. Học sinh đó hả? Dạ đúng rồi, thời học sinh. Nói chung là mối đầu tiên là năm lớp mấy? Dạ mối đầu tiên là cấp 2 anh. Rồi mấy năm? 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là lớp mấy? 10. Mấy năm? 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là năm lớp 12 anh. 12, mấy năm? 1 năm luôn. Cách 2 năm gì đó. Mối nào là em yêu, em nhớ nhất, sâu sắc nhất? Nếu mà nói về tình cảm mà sâu sắc nhất thì đương nhiên là tình đầu anh. Nhưng mà thấy có lỗi nhất là có lỗi với cái mối tình thứ hai thôi. Có lỗi gì? Em làm gì có lỗi? Tại vì khi mà em chia tay mối tình thứ nhất, em quen người thứ hai. Thì đang quen người thứ hai thì vô tình quen biết cái người thứ nhất là mới chia tay. Em thì lại chia tay cái người thứ hai, em muốn quay lại với người thứ nhất. Trời ơi. Lộn xộn quá ta. Xong rồi em xong rồi vô cũng không quay lại được với mối tình thứ nhất thì em mới vô tình em nhắn tin nói chuyện qua lại với cái mối tình thứ ba. Cái vô tình thì em nói em thích cô đó thì cô đó cũng vô tình nói ok thôi. Thì quen được năm nữa. Ông bà ta xưa nói nít quỷ nè. Lum tùm la hết trơn. Rồi cuối cùng rồi kể từ lớp 12 tới giờ thì em vẫn chưa quen ai anh. Được. Dạ. Hồi xưa có nhiêu nó dồn nó yêu hết rồi. Giờ đâu còn gì nó đâu yêu. Rồi còn mình sao nè, mình nói cho bạn đó bạn nghe coi. Em có 2 mối tình. Mối thứ nhất là khi em đi làm bắt đầu được 1 năm á, thì biết thì xong rồi người ta có gia đình rồi em cũng chấp nhận thôi. À thôi. Dạ. Rồi bỏ đi, bỏ mối tình đó đi. Em nghỉ làm luôn rồi em tự làm luôn tới giờ. Em tập trung vào công việc cũng thời gian sau em ổn định rồi em cũng có gặp một người. Nhưng mà khi tìm hiểu biết người ta đã từng có gia đình rồi á, có con riêng nữa nên thấy không phù hợp nên tôi em dừng lại thôi. Trà muốn có người yêu một mẫu hình lý tưởng thế nào nè? Bạn gái chỉ cần chiều cao khoảng 1m50-55 trở lên là được rồi. Nói chung là đừng quá ốm thôi. Tự còn em không thích người ốm thôi. Thích người cỡ kia không? Chào cưng. Dạ, chào chị. Nói chung là vừa người đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa người, đừng có ốm, đừng có mập, dạ, vừa người thôi. Dạ. Chị ngạc nhiên ghê á. Tại sao em ăn ở không 11 năm, lý do tại sao vậy? Từ lúc mà năm 18 tuổi tới giờ thì nó có nhiều cái gọi là trong gai lắm chị. Nói chung là cuộc sống nó hơi gian truân, xong rồi cái nhiều khi đi làm về á, tiếc như thành một thói quen, cái đi làm về ăn uống rồi nghỉ ngơi, cái em ngủ sáng hôm sau đi làm là tiếp tục công việc tiếp. Biết nó lặp đi lặp lại như một cái thói quen luôn. Cũng đã muốn có người yêu lâu lắm rồi nhưng mà không biết là tại sao em chưa gặp được cô gái nào mà cũng chưa có ai làm cho em cảm thấy có nghĩa là rung động. Chết rồi, ông Linh ông hỏi nãy câu trả lời coi chừng đổi hướng đổi chiều đó. Đâu, gió đổi chiều chị, đó. Em hứa luôn, bảo đảm luôn là em thích con hứa luôn con đúng gái. Không? Bảo nãy đảm giờ ông Linh đứng gần em có thấy loạn nhịp tim không? Không. Không phải không? Thấy bình thường, nó có gì đâu chị. Vậy đó chị yên tâm. Chị yên tâm chút. Chị mắc cười là hôm nay anh Linh để cái tóc đẹp quá rồi. Thì đó, đó. Em mong muốn cái mẫu hình bạn gái của em á, nét đẹp giống một cái người mẫu nào đó. Hiện là em đang thích một phụ nữ có cá tính một chút xíu. Đừng có quá hiền, bánh bèo hay gì đó. Em không thích. Chắc chắn đây không có rồi. Dạ. Ta chủ một cái công ty nhỏ rồi đó ông ơi. Ok, vậy yên tâm rồi. Dạ, cho anh Vy Lê. Ôi, tóc anh đẹp quá. Ôi, tóc anh đẹp quá. Lý không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em không thích người đàn ông không có tính lập trường, không quyết đoán, không có kiểm soát được bản thân. Em thích người đàn ông nhẹ nhàng, lịch sự, chuẩn mực, hướng về gia đình. Em là người sống tình cảm. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi xong cho hai bên gặp mặt đi ha. Đúng rồi. Long An, Tiền Giang sát bên. Tiền Giang đi với ai nè?
Dạ em đi với mẹ, anh trai với chị. Xin chào MC Huyền Linh. Xin chào MC Hồng Vân. Tôi là mẹ của Thiên Lý. Chào cháu bên nhà trai. Chào cô. Ở đây là anh trai thứ ba, còn chị đồng nghiệp của Thiên Lý. Thế cũng hiền. Hiền ha. Còn có yêu cầu đàn trai gì không? Không, không có đâu Quyền Linh ơi. Em trai nói nhà em ở đâu? Dạ, con ở Long An bác. Huyện nào? Dạ, con ở huyện Thủ Thừa. Thiên Lý thì nó có nhà cửa thành phố hết rồi. Giờ con gì trên đây ở được không? Con thì sao cũng được, nhưng mà một tuần thì ví dụ như con làm ở Long An thì một tuần con hay về Long An lắm. Thiên Lý có nhà riêng rồi, về ở rể được không á? Cái đó là không ở rể đâu, hai đứa tự. Ở riêng, nhà riêng luôn, nhà riêng luôn, không có ở rể. Nhà của mình ở dưới thị xã Cà Lậy mà Quyền Linh. Trời, ngon đâu quá. Có ở đây đâu. Nhưng chạy được cô. Được. Dạ. Anh ba, nè anh ba có ý kiến gì không anh ba? Dạ em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân với chào khán giả, chào mọi người, chào nhà trai bên kia. Em chào anh. Mình là anh thứ ba của Lý. Nói chung anh thấy em cũng hiền, cũng thật thà. Còn phần sau là phần phấn đấu của mình thôi. Dạ. Chứ anh cũng không nói nhiều hơn. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi. Em đi với ai Trà? Dạ, em đi với anh của em anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Rồi, chào em trai. Này em lên hỗ trợ tinh thần cho thằng em cô đơn quá lâu rồi. Em cũng xúi nó đăng ký cái chương trình này á. 11 năm mà, mừng quá. Anh thấy thì em gái bên đây cũng dễ thương, thiệt thà. Nói chung là miền Tây là thích rồi đó. Hy vọng hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến đến xa hơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ bắt đầu tâm sự nha Trà nha. Nào, cố gắng lên. Mở rào. Anh có món quà tặng. Đây là sáng mình làm. Dạ. Cái gì vậy anh? Bò bóp thấu. Thấu luôn á. Em bán vé máy bay không có gì hết, em có vé máy bay tặng anh. Trời ơi, tặng vé máy bay luôn rồi Linh. Hay là chuyến du lịch ở Đà Lạt có thông tin rồi. Đà Lạt hả em? Tháng sau mình đi luôn được không? Tháng này rồi. Tháng này luôn hả? Dạ. Cái vé này chỉ có em đổi được thôi, anh không đổi được ở bất cứ nơi nào nha anh. Ngày thứ 6, 25. Dạ. Bữa nó mấy giờ, rước em mấy giờ? Dạ, anh về coi kỹ, ghi rõ. Rồi. Hai vé luôn, đúng không? Dạ, cứ hồi luôn. Có giờ hết trơn trọi rồi. Thứ 6 mình đi, chủ nhật mình về. Thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Cơ hội đang tới đó Trà. Tới luôn đi. Nào. Dạ. Thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Anh thấy con gái anh nhát dữ lắm. Em ăn thử món của anh làm. Em dùng luôn hả? Ừ, em ăn thử đi. Em xin phép mọi người. Không. Em xin phép mọi dạ. người em dùng. Ăn đi cưng. Em dùng một mình nha. Cuộc đời bất công thiệt. Nói nó ngay rớp rớp rồi. Lòng tôi cũng xót xa luôn. Sao mốt người chơi không? Lên tặng đồ ăn nhớ tặng tôi nha. Tặng là giòn á anh. Trời ơi. Rồi bò rất là mềm, vừa vô miệng là nó muốn tan luôn á. Trời ơi. Lõi là chuối nữa, giòn, rất là thơm, ngọt. Trời, ngọt, chua chua, thấu. Mặn mặn. Nói chung là vừa, hài hòa. Nói chung thì anh thích là nấu đồ ăn. Thường xuyên cũng hay tụ tập với nấu đồ ăn cho bạn bè, nhưng mà giờ hết muốn nấu cho mấy bạn rồi. Dạ. Anh muốn kiếm. Giờ muốn nấu cho ai nói luôn đi. Hôm nay thì em sẽ muốn nấu cho Lý ăn. Anh cho ăn mà anh không cho uống. Chỉ ăn chút răng hay mà chừng ăn gỏi. Ngon quá nè. Vậy anh quên chứ không anh pha cho em đi trà đào nữa rồi. Ta tặng gỏi ta phải tặng trà đào hay là sinh tố này kia chứ. Ủa anh Trà, anh đang làm việc ở đâu ạ? Làm ở quận 4 em. Em thấy anh như thế nào? Anh như thế này là được rồi. Anh như thế này là được rồi. Về phân công bán vé máy bay luôn đi. Anh thấy em như thế nào? Anh thì đúng như anh, cái mẫu người mà anh thích là nó hơi tròn tròn một xíu, nó không quá ốm. Em mới giảm cân. Anh thấy cái giọng nói của em nghe nó rất là êm tai. Dạ. Em đính chính nha, anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Dạ, anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả?
Trà có ngại không? Dạ không chị. Cứ anh em bình thường cho chị. Anh nhỏ gì dân anh còn kêu chị dân bằng em mà. Nếu em biết tuổi trước thì em kêu em rồi đó. Ừ. Nhưng mà nhìn cái mặt thì kêu anh được. Anh nói chung anh đen là do anh gian nắng thôi em, chứ không có gì đâu. Em nhìn anh thấy cái sự trưởng thành, chững chạc của người đàn ông trong đó. Mặn mà. Không, anh đàn ông mà. À. Em thì em ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Thì anh cũng ở Sài Gòn nguyên tuần. Thì mình có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào mà em muốn. Được anh. Còn ví dụ như cuối tuần đi. Cuối tuần ví dụ như em muốn đi về về với mẹ hay đi đâu thì anh có thể chở em đi. Được anh. Vậy mình bấm luôn đi hay. Trời ơi. Chưa. Rồi bây giờ em tiến tới bên cô gái kìa. Nắm tay cô gái. Rồi hát tặng cô ấy một bài. Đó, thấy chưa? Sau này ví dụ như anh không có thể, ví dụ anh không cho em được nhà cao hay cửa rộng gì đó đi. Xe gì sang á, anh không có. Có thể anh không có làm được nhiều được tính như vậy. Nhưng mà anh chỉ hứa là anh sẽ làm lúc nào em cũng cười. Như hôm nay khi em ăn cái món của anh mà em cười á. Cảm ơn anh. Hát bài gì cho cô gái ấy cười đi. Ra. Nhiều lần gặp ngừng muốn ngồi. Tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa. Để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trầm nhìn em thân lâu. Nét thơ ngây chưa vương sầu lây. Nắng đêm từ ngàn muôn ánh sao. Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Thôi anh hát tới đây thôi được vậy. Ý đáp lại đi bài nào đó. Có hai câu rap nhỏ nhỏ. Em bắt đầu nha. Bài là tình yêu màu nắng. Ai mặt nõng lái lai, nõng lái lai. Ai mặt nõng lái lầu, nõng lái lầu. Em vô nha. Và tên của anh là nắng. Để em được là mây trắng. Bên anh quân quyết mây chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa. Và để giờ mình em lại bơ vơ. Lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời. Nơi nào xa xôi, màn đêm tối ai giăng lối em. Để gần anh mãi. Đừng bấm vì tất cả điều gì các bạn nhé. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Thôi ôi đã bấm mà hơi đi nữa dễ sợ quá. Nguyễn Anh Trân. Nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ sẵn đài gì xin phép luôn lý cho anh hung cái đi. Nụ hôn đầu tiên. Cho anh hung. Cố gắng lên nha. Con có thể nấu cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ từ khoảng lúc 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi. Mét 33 mới thấp. Mời nhà trai. Rồi, mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân cùng bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân. Em chào anh Quỳnh Linh với cả chú luôn. Chú luôn không phải gì phải anh cả. Dạ vâng. Chú luôn, chú Quỳnh Linh và bạn nào ở bên kia.
Con tên là Phương Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sống, con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó, đang làm gì vậy con? Dạ, con đang là nhân viên marketing. Em trai, bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu, điểm mạnh của mình là gì? Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi, nói đi. Thứ nhất là cho công việc vẫn hay hút thuốc. Đó, thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định. Khách khứa rồi công việc, có khi buổi tối là mình không được về nhà. Mình đi thì nhiều khi, ví dụ như có bạn gái hay có gia đình, thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng về sở trường á. Điểm mạnh thì con có thể nấu cơm. Nhà thì có mỗi một thằng, nên là toàn bộ cơm, nước, giặt rũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, nhà gái. Con mình giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Còn về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hơi khó chịu. Nếu như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi với con gái lớn cô, con bé Xí Ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi, để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Vâng, nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu không cười coi. Nó giống Xí Ngầu á Linh. Nhìn quạo quá. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười hoài cách cười hoài đi. Bây giờ này nè, mình có mấy mối tình rồi. Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có 2 mối tình. 2 mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng 1 năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình rồi? Dạ, con khoảng 4-5 mối tình. Chà cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Rồi sao chia tay 4-5 mối đó? Dạ, nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xài. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Mối ít nhất là ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều nha, vậy là yêu nhau cũng lâu lắm mà. Yêu sớm á, yêu sớm chứ. Rồi bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì chỉ gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền lành, ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền thôi, không? Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp sao. Chào con. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ là chưa gây lộn với ông nha. Nha ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Cứ chọc là cười thôi, hỏi ký người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cường.
Thì hôm nay thật sự là rất là bất ngờ mà khi Cương gọi đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thấy tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là mình hỏi bạn gái chút xíu. Nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok. Cương anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe hoa như thế này thì thấy rất là hợp luôn về cả ngoại hình rồi cả cách nói chuyện. Chỉ mong rằng là sau khi bức rèm được vén lên thì có thể là sẽ hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mà các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Dạ, tốt rồi. Cảm ơn. Mở rào. Bắt đầu đi Cương. Mình tặng quà đi ha con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Em chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời tặng vậy? Cái này là hoa. Tặng quà phủ đầu mà. Ừ. Dạ. Em sợ. Có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Em đoán được cái gì rồi chị? Em nghĩ là kem. Chụp. Chính xác. Cái này là quả cầu. Nè, nó cúi te cho nè. À. Có một người hai con sẽ như vậy. À, một người con trai và một người con gái. Dạ. Đây anh có thể mở cái cuốn sổ này ra, nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Rất là hay, rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok, mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này khi gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh, hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới còn càng muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Linh, hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc, cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, tối có khi là 10 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Và anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui, biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó tan làm 5:30 là anh chạy thẳng về nhà, anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? Anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi, anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó, anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á, thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi, và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ và... như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm.
chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ đó. Thì anh cũng chia sẻ thẳng, em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính, nên là lúc trước là em hay bị phản bội á, là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa, cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được, người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không, có thể cô còn ghê hơn mình thì mình phải làm sao không. Nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh rồi. Tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi. Okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này, và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, để chúng ta thử trao nhau cảm xúc, xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, bạn gái, hát một câu rồi nó đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây. Dù biết trong lòng, con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi. Ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi. Rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau, nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? Chúng mình gặp nhau nó là cái duyên, còn đến với nhau được hay không nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Okay. Rồi, cảm ơn. Nó không cần gì đến mình nữa rồi, chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. Hai, ba, bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ, nói vậy sống thôi chứ và làm không việc theo lắm. Pháp luật nghe. Tao chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy giữ lấy món quà mà bạn gái đã tặng cho mình. Hãy đọc nó và ghi vào đó những cái cảm xúc ngày hôm nay. À, hãy đưa nhau đến những cái nơi nào mà nè, mình thích nhất. Mời các bạn. Dạ, con cảm ơn chú. Con chào cô. Đi xuống bậc tam cấp rồi đi một tèo ra đây luôn nha con. Điểm yếu là con hay nóng tính. Từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm tĩnh nó lại. À, tập võ là điềm tĩnh rồi, đúng rồi đó. À, điểm yếu của con là cọc hay nóng tính. Chà, hai đứa cùng nóng hết cơ bộ, mệt mỏi à nha. Con bỏ đi ra ngoài khoảng 5-10 phút đó vô nói chuyện tiếp. Con cũng nên bỏ đi luôn cô. Hai đứa bỏ đi luôn hả? Vì nhà tụi con phải sắm hai cái xe rồi đó. Bây giờ tụi mình gặp cặp đôi thứ gì nha mọi người. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai.
Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và chào bạn Nam. Chào dạ. Quý vị khán giả. Con tên là Ngô Thị Xuân Yến, con năm nay là 30 tuổi. Con đến từ Vĩnh Long, hiện tại công việc của con là nhân viên kế toán. Con cũng làm ở Vĩnh Long luôn. Dạ, ở Vĩnh Long luôn hả? Dạ đúng rồi. Mời nhà trai đi. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào các quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Toàn, hiện làm nhân viên của một cửa hàng cắt cảnh. Buổi tối thì có những người mà như có đặt thêm bánh thì em sẽ làm thêm. Hiện sống ở đâu? Làm ở quận 5. Quận 5, quê ở quận 5 luôn hay là? Quê ở quận 4. Quê quận 4 là quận 5. Lần đầu tiên là chú nghe vậy đó. Thôi bây giờ con giới thiệu đi, điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh yếu. Điểm yếu là con hay nóng tính. Từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm tĩnh nó lại rồi. Tập võ là điềm tĩnh rồi, đúng rồi đó. Còn điểm mạnh thì thể thao, năng động rồi vui vẻ hòa đồng. Trước đây con có chơi bên taekwondo, đá banh với lại điền kinh. Đó là cái môn nào cũng có huy chương hết. Tốt quá. Con giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh con là vui vẻ, hay tạo tiếng cười cho mọi người. Suy nghĩ độc lập với con thích đi chơi, đi phượt các cô. Đi phượt. Dạ đúng rồi. Điểm yếu của con là cọc với hay nóng tính. Chà, hai đứa cùng nóng hết coi bộ mệt mỏi à nha. Với lại con rất thích nuôi chó. Cuồng chó luôn. Cuồng chó luôn hả? Cái đó điểm mạnh mà. Cô cũng thích nuôi dạ, chó đúng nữa. Rồi. Sẵn thì con nói luôn đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ, con có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc là còn sinh viên, con quen bạn đã được 2 năm. Thời sinh viên bỏ qua đi. Thời mới nhất nè. Mới nhất là cũng lâu rồi cô, 4 năm trước lận. Từ 4 năm trước, quen dạ, mấy rồi. Năm thì thôi. Dạ khoảng 1 năm à. Lý do? Không có hợp cô, kiểu giống như suy nghĩ mọi người mọi khác. Không có giống nhau. Rồi thôi chia tay luôn. Chia tay luôn. Rồi 4 năm nay ở không vậy đó. Dạ đúng rồi, với lại tính cách con đó là suy nghĩ giống như là suy nghĩ cái gì là phải đúng cái đó. Kiểu giống như là mình không có xác định với người ta thì đừng có làm cho người ta mất thời gian. Đúng rồi. Được thôi đó. Dạ đúng rồi. Không hợp thì thôi chia tay. Con cũng trải qua được ba mối tình gọi là chính thức. Ba mối chính thức luôn á. Dạ. Dài nhất là mấy năm? Ba mối tình này đều có gọi là cái định mệnh hay sao á. Cứ đúng 2 năm là chia tay. Vậy mối này quen 2 tháng cưới luôn. Cho nó xóa phong thủy đi. Hy vọng là như vậy. Con có thích nuôi chó không? Trời, nhà con đang có một con chihuahua. Cái là cũng có nuôi cũng có thích. Dạ đúng. Chào rồi. Cưng. Vậy còn hợp lý đó. Cũng thích nuôi chó đúng dạ. không? Con tưởng tượng cái người bạn gái của con sao? Con nghĩa mong muốn như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, nói chung là có quan tâm tới cho nhau. Biết chia sẻ, san sẻ với nhau. Đó là tính cách, còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cỡ 1.5m trở lên là tính 1.6m là được rồi. Con tưởng tượng cái người con gái ngồi bên đây là được bao nhiêu phần trăm mà con suy nghĩ? Trong suy nghĩ chắc bên cũng khoảng là 97% rồi. 97 rồi, thôi ông hốt luôn đi. 97 rồi còn gì nữa. Để qua chú coi 9 mấy nha. Để coi 90 mấy, trời ơi, dễ thương. Đó. Bây giờ con muốn tìm một mẫu đàn ông thế nào? Ngoại hình thì cỡ giống như Quân AB vậy chú. Hả? Cái gì? Quân AB. Ca sĩ Quân AB. Hơi tròn tròn, dễ thương. Nam tính. Nam tính tròn tròn, dễ thương. Mà tỉ dụ không tròn thì sao? Dẹp lép được không? Sao nãy giờ con tả mà thấy giống chú Quyền Linh không à? Bạn trai phải là người không có gia trưởng. Tính cách là phải mạnh mẽ, phải là quyết đoán, độc lập. Thí dụ mà con gặp bạn nam nào á, là đầu tiên là phải sạch sẽ. Tóc tay phải gọn gàng, tay chân. Mà con nhìn lần đầu tiên là con vô con nhìn nhìn cái móng tay liền đúng không? Tay với chân chú. Con ơi, con thấy sao nè. Đưa tay lên đây chứ coi. Cái tay thôi đó, kìa không có móng luôn, con yên tâm. Cắt không còn một miếng móng nào móng luôn, luôn à. Hai đứa được rồi đó, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Con đi với ai nào? Con đi với ai nè? Dạ con đi với em gái. Giống sao y vậy, hai chị em giống y chang vậy trời ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ con thấy anh cũng hợp với chị, nhìn bên ngoài cũng hiền lành. Với lại ngày hôm nay thì ba ở nhà, ba cũng hy vọng là hôm nay, sau ngày hôm nay thì chị cũng có thể là có một mối tình nào đó tiến tới lâu dài. Và là đem bạn trai về giới thiệu với ba đúng không? Ba cũng trông dữ lắm rồi. Dạ. Thương không? Rồi em trai đi với ai? Dạ lúc đầu do có sếp, nhưng mà bữa nay sếp đột xuất đi tỉnh nên không có tham gia. Thôi hai đứa gặp mặt nhau đi rồi tâm sự đi. Mở rào. Bắt đầu đi. Chào em. Hả?
con khủng long. Dạ tại vì mọi người đánh giá em là thô lỗ, cọc cằn, nóng tính. Nhưng mà anh thử tiếp xúc đi rồi anh sẽ thấy nó dễ thương như vậy. Dạ em thích màu này. Em muốn tặng anh một món quà kỷ niệm vào ngày hôm nay. Cảm ơn em. Anh thì cũng có cái bánh gọi là tâm động của anh làm. À đây anh cầm này. Bánh là con tự làm luôn hả? Dạ. Con muốn thử không? Con thử đi. Con thử coi có ngon không? Bánh này hồi sáng con mới thèm. Con con mới thèm luôn á hả? Trời ơi, ông trời, trời cũng tính sẵn cho con luôn á, thèm. Tự có nhiên có trai tặng vậy liền luôn. Vậy là có duyên rồi. Ý trời rồi, ý con trời. Anh thử liền đi con. Thèm là mình phải hưởng thụ liền. Trời ơi. Linh có thích không? Tôi xin cho một cái nè. Chứ tôi nhìn tôi thấy hấp dẫn dữ lắm luôn á. Thiệt. Không có thích nhưng mà ăn đi còn nhiêu để đó. Dễ gì, bé nó nói sáng nó thèm rồi mà. Con cứ ăn con cảm nhận hả? Con thấy ngon là con khen, mà không ngon là con chê cho cô. Dạ ngon cô. Ngon phải không? À. Ngoài cái bánh á thì anh có thêm một cái món quà, cây son anh tặng cho em. Dạ cảm ơn. Rồi, mua giỏ nó coi cái con. Con nghe mua giỏ con sợ quá. Tại vì tính con nóng lắm. Mà nhỏ cố gắng, nhỏ thiền, nhỏ làm bánh, nhỏ làm đủ thứ để bớt dằn cái nóng của nhỏ lại. Cái nóng của anh nó là đã từ hồi là thời trẻ bồng bột. Nhưng mà bạn này bạn nói tính bạn nóng dữ lắm luôn. Không sao. Thì lỡ mà bạn nóng quá rồi bạn không, bạn nói nóng quá không nói. Châm ngòi khai quả cho con lên lại cái nóng của con như ngày xưa thì nữa thì sao? Con bỏ đi. Con bỏ đi ra ngoài khoảng 5-10 phút đó vô nói chuyện tiếp. Con cũng đòi bỏ đi luôn con. Hai đứa bỏ đi luôn hả? Về nhà tụi con phải sắm hai cái xe rồi đó. Con biểu diễn võ thuật cho bạn gái coi nào. Mình thử mình thể hiện cái tài cái lẻ của mình đi. Nói chung là mình đá một cái bài cú đá gọi là cơ bản nhất. Cú đá cơ bản nha. Hey. Đây là có huy chương đàng hoàng, nó thế nào ra thế đó. Đó. Đây là những cơ bản nhất của trong Taekwondo. À giờ con lấy cái bánh, con lấy cái bánh thấy luôn đá bài cái bánh rồi chú con thử luôn. Bình là nữ hát bài tặng bạn gái hay bạn trai thì nãy bạn trai múa giỏi rồi đó. Con tính hát cái xác không hồn á chứ. Cái gì? Cái gì? Con hát bài gì? Cái cái xác không hồn hả? Ủa có cái bài đó hả ta? Có, của Nhật Kim Anh. Ủa thiệt hả? Đúng rồi. Ồ. Vậy con hát một đoạn hả Nhật cô? Ừ, con hát đoạn đi. Anh biết em mà, phải lo cha mẹ cuộc sống ấm em. Đường tình duyên em định buông xuôi giữa dòng đời. Anh chớ đau lòng vì một người như em. Chưa hiểu chưa tròn, tâm thân này đành theo gió bay. Vậy đó hả? Cái xác không hồn vậy đó hả? Chưa vô, chưa. Còn khúc sau nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình đùa chơi vui chút xíu. Bây giờ chúng ta nói về tình yêu đi các bạn. Hẹn hò sao nè? Thì nói chung là một tháng con có thể dành ra được cái tuần nào nếu mà được thì anh có thể về với Vĩnh Long mỗi tuần một ngày. Tuần nào anh cũng đi được hết. Mỗi tuần một ngày như là một tháng 4 ngày đó. À, một tháng 4 ngày đó đúng không? Đúng vậy. Được không con? Dạ được cô. Khoảng cách đâu có gọi gì gọi là xa. Nó cũng nằm trong phạm vi của trái đất. Và cũng trong một cái gọi là Việt Nam thôi. Ghê không? Ok, chính xác luôn. Cái quan điểm tình yêu và hôn nhân của hai đứa đi. Để mình hiểu nhau hơn nha. Trong cái quan điểm tình yêu của con thì gọi là biết chia sẻ lắng nghe cùng nhau, nắm tay cùng nhau đi hết tất cả những gì mà như là đi phượt nè, du lịch đồ. Một người biết chung thủy vậy là được. Còn em thì người đó phải là có bản lĩnh, phải có sự quyết đoán, không gia trưởng, phải độc lập về suy nghĩ lẫn tài chính. Cái đó là anh có rồi. Với lại là em thì nóng nó nhưng mà em muốn tìm một người là tính tình phải là nóng hơn. Nóng hơn trái nhà anh ơi. Phải chịu được cái tính của em. Dạ thí dụ tại vì anh mới gặp em thôi là rất là khó, nhưng mà anh hiểu tính em thì em rất là dễ. Đâu, anh thấy nãy giờ em cũng đâu có gì gọi là khó lắm đâu. Khó lắm anh ơi, khó lắm. Em khó có tính. Vậy em hãy cho mình cơ hội với nhau, sẽ tìm hiểu cái tính khó như thế nào. Thôi được rồi, mình để tay đút bấm đi, nãy giờ nói chuyện nhiều lắm rồi.
cho nhau cơ hội hay không là tùy hai đứa. Các bạn hãy nhắm mắt lại, cảm nhận xem đây có phải là người mà mình sẽ hẹn hò hay không. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay nhau nào. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau và chính thức ngày hôm nay mình hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau thật chặt đó. Bây giờ mình nói gì với gia đình hai bên đi, nói chuyện với ba đi kìa. Ba đang ngồi coi truyền hình đó. Thưa hai bác, con sẽ cố gắng cùng em đi hết cái quãng đường còn lại của cuộc đời hai đứa. Hay quá. Chăm lo cho hai đứa một cuộc sống gọi là vui vẻ, hạnh phúc. Thôi hung đại đi, hung đi. Xin phép em. Rồi nào mọi người ơi, mọi người vỗ tay đi nào. Đó. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Dạ.